Rồi, trong phản ứng học Fe cộng H2O4 biến thành Fe2O4 cộng H2. Được chưa? Mẫu nguyên tử Fe đã. Rồi, viết phương trình nha. Fe đúng không? Mẫu nguyên tử Fe thì mình viết viết cái sự thay đổi của Fe thôi. Fe2O4. Đúng chưa? Không. Rồi, ở đây không không số quá của Fe không biết đặng lý thì x cộng cho 6. Đó là cộng 6, chỗ này tôi có mô tả rồi. X cộng cho 6 cộng cho trừ 2 nhân 4 bằng 0. Được chưa? Vậy là x bằng cộng 2. Vậy là số siêu hóa nó tăng từ 0 thành cộng 2 này không? Khử cho tăng, cho. Vậy là mỗi Fe sẽ nhường cho đúng không? Cho 2 lấy cho để tăng số siêu hóa từ 0 thành cộng 2. Vậy bán chúng ta sẽ là cho 2 lấy cho, nó bán là cộng A. Nhường 2 lấy cho chứ là nhường 2 còn gì nữa. Được không? Rồi vậy thôi, nó bán cộng A ha.